quay phim hay là nói ví dụ thôi, tôi với ông là cháu của thôi nuôi thì nói chung là anh em biết thì mừng với đứa con gì chuyện nhỏ đúng không, con đứa sắp thôi nuôi con thôi nuôi thế nào anh nói gì nói đây vô đây tao giờ là thuộc sĩ gia hôm nào nói điện thoại FB dễ thôi nuôi mất nhiều tiền lắm. Thấy ngoài đáng rồi. Thế bác giúp cho cháu chứ. Rồi, mình chỉ đáng tiếc mình không nói câu đấy. Thành. Ông bảo ông mời đầy tháng, đầy năm con ông thì mình bảo mày chuẩn bị tiền để Tuấn nhớ. Chứ đến đây là mà tổ chức mà ông tao đến mà rượu cũng thiếu mà thức ăn thiếu không được đâu. Đấy tao điều khiển theo người tàn tật. Tức là một tay không. Một tay không. Tức là điều khiển theo kiểu người tàn tật. Bác là người nghệ sĩ đấy. Bây giờ bác thì không thể đi làm từ thiện. Rượu cực cười đau lắm. Hôm qua bọn tao ngồi không ai tên anh ơi thôi thế thì em ý kiến thế này anh tính tiền là tiến tình rồi là không như thế thì cho anh cái kia để anh chạm cái với chú phải về mà là tiến tình chứ à tiến tình là tính tiền ai trả ai anh đừng có quan tâm với chuyện này chuyện nhỏ tiền tài là phù du em hãy tao ghi em ơi đến đi tao đến đi đi hỏi tiền chú cái vợ cái thằng thứ hai tách thứ hai được, sửa được tách thứ hai được khoảng lâu lắm. Thế không nhỏ xảy ra. Ừ, thì trời ơi, chúng tôi bị phân muốn táo. Còn mấy hôm Nguyệt đó hả? Ờ, cháu. Sao? Ừ, với lại bạn trẻ con ở nhà, hôm mai nó vắng cả. Rồi, giờ đi, lên ngay. Đi, đi. Đấy, con gái đấy. Ừ, thì nó mới để đồ hòn, tao gọi là đá đá thì phải cuội. Anh Nguyệt đâu? Đây là lò xôi đây. Đây, lấy trong túi chưa con ạ, cái chè ở cái hộp ấy không ngon đâu. Đấy, con cháu. Cuông. Ơ, cháu đi. Nó mấy tuổi rồi? 4 tuổi đi học chưa? Ừ, học rồi. Con cháu đi á, ra thương không cái, không có xem hoàn hình kia. Hay ồ ào không cái út tít 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 úp 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 ồ ào không ấy rồi ok cảm ơn con yeah đó đó không khác mấy ạ thấy vẫn thế này đá thì khác nhiều đá gầy quá mày không nuôi mày ăn hết phần nó mày không nuôi đấy đấy thâm cuội cho lớn ác râu ria để hơn 30 năm rồi đấy. Ừ. Bác từ 76 đến như. Vâng. Bảo hôm nào mày vừa thăm chinh bác tao thổi. Ừ. Bắn cho bác đi một thùng mỡ. À, từ uống nước. Từ 76 đến như là coi như biên biệt nhau. Đá là từ 74 đến như là coi như mất hút. Hồi anh về dầu viên từ Bắc cái gì đó, từ Sơn là coi rút đó. Đó bên học viện chính trị gì. Ừ. Cái nhà trăng nha. Nói đi, ai hát gì hát đi đã. Nguyệt nói gì nói đi. Rồi. Đó. Chúc mừng ăn rồi, cháu. Hai vợ chồng này nữa. Chưa. Ngồi nhích có hai vợ chồng ngồi nhích. Đây bạn cái này là cơm. Ê dạ, ngon lành nha cực kỳ. Thằng cuội giờ là ngon lành nha. Mày đi cơ cuội. Ngon lắm. Mày nhờ cuội bác nha. Đó. Mày bác chiều nhất đấy, bác mắng mẹ lên chết, mày đồ trẻ con, không biết nuôi con. Bác thương quá. Bé à nào con?
Thấy hai ông cháu kìa. Nào, quay lại ông cháu, ông nhìn lên nào. Đấy. À, ôm cái cổ ông cái coi. Nào. Cháu biết lắm. Mở mắt to ra. Rồi, đó. Ok, ok, ok. Nào. Đây, động tác này là thích nhất này. Há to mồm ra. Cái này mới xong năm ngoái mà. Đi làm nhà cho đứa nhỏ kia thì làm luôn. Cứ đơn giản mộc mạc thế này thôi, chả có gì gọi là hoành tráng cả. Nhưng mà nhìn ngoài vào thì nghe chừng có vẻ nhà này thiết kế hơi bị quay. tức là như thật à. Thực ra mà nói là mình cứ làm đâu nghĩ đấy. Vấn đề làm sao cấu tạo thế nào để có thể hợp lý nhất so với cái cũ. Cười lắm.